Chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại chương trình chuỗi đào tạo online của TeamU Việt Nam ha. Trong chương chuỗi đào tạo này, chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức cơ bản về thị trường Forex. Thì đây là chuỗi đào tạo đầu tiên. Chuỗi này gồm có 3 buổi và hôm nay là buổi thứ ba. Trong hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cách nhìn đến trong giao dịch ha. Thì tiếp theo sau đó xong trong tháng 9 chúng tôi sẽ tổ chức thêm chuỗi series về nâng cao hơn về cách scalping các Euro USD ha. Thì thông tin chi tiết về chương trình này chúng tôi sẽ cập nhật cho mọi người sớm nhất đây. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào buổi thứ ba trong chương trình chuỗi đào tạo đầu tiên của TeamU Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ mọi người sẽ cùng nhau tìm hiểu về nến và cách nhìn nến trong giao dịch Forex. Ok, tôi xin phép được bắt đầu luôn ha. Đầu tiên thì tôi sẽ xin chương trình giới thiệu cơ bản về các cái thành phần cấu tạo của nến cho những người mới ha. Như các bạn biết thì nến gồm có những cái cấu tạo cơ bản như sau. Thứ nhất là đây là một cái mẫu nến bế tắc à. Thì chúng ta có cái dây nến và cái dây nến hay tôi gọi là bóng nến và thân nến ha. Thông thường trên thị trường chia ra hai loại nến. Nến tăng và nến giảm mà tùy theo một cách chúng ta quy định màu sắc của nến. Ví dụ nếu như trader thích màu xanh là màu của nến tăng, màu đỏ là màu của nến giảm thì chúng ta có thể chọn hai màu đó. Thì đây trong cái trường hợp này tôi chọn là màu xanh là nến tăng và màu đỏ là nến giảm mà. Thì đầu tiên chúng ta kiểm tra con đây là cái nến tăng, nến màu xanh này. Chúng ta có giá cao nhất cái bóng nến trên cao này, cái đỉnh của bóng là giá cao nhất. Giá mở cửa là ở dưới đây ha, là cái thân nến ở bên dưới. Giá đóng cửa là trên này. Như các bạn thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì đây là một cái nến tăng. Nghĩa là nếu mà giả sử cái nến này kê một tiếng lúc đầu tiên thì cái giá mở cửa ở khu vực này. Sau đó trong quá trình giao dịch nó lên trên này và cuối cùng kết sau đó một tiếng thì giá nằm ở giá ở đây thì giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa thì ta gọi đây là cái nến tăng. Ngoài ra ở bên dưới này là cái bóng đến bên dưới này thì là giá thấp nhất trong thời gian đó ha. Tương tự như vậy chúng ta có cái nến giảm thì sao, thì nó dựa vào giá mở cửa và giá đóng cửa. Cái nến giảm, trường hợp cái nến giảm khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, như bạn thấy đây giá mở cửa đầu phiên nó nằm ở đây. Tuy nhiên trong quá trình giao dịch có thể giá lên trên này, đây là cái bóng đến trên này ha. Sau đó trong cuối phiên có thể kéo xuống đây, tuy nhiên vào kết thúc phiên đóng cửa ở đây tạo cho giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Thì đây là những khái niệm cơ bản về nến thì hiện tại các nhà trader giao dịch chủ yếu là nến, bởi vì trên nến cung cấp cho trader rất nhiều thông tin hữu ích. Đây thì các bạn thấy đây cái màn hình giao dịch chính của trên MT4. Thông thường các màn hình mặc định khi bạn mà mở giao dịch trên MT4 là màn hình màu đen và cái nến tăng là cái nến màu xanh có khoảng trống là màu đen này ha, còn cái nến giảm là màu trắng này ha. Tuy nhiên mọi người sau đó mọi người có thể điều chỉnh lại phù hợp với mình, là mình thích màu tăng là màu xanh, màu giảm là màu đỏ và cái nền. Ví dụ như đây tôi chọn là màu của cho cái nến tăng là màu xanh, giảm là màu đỏ. Thì trong trường hợp hiện tại thì dễ nhìn nhất theo quan điểm của tôi đó là màu trắng với màu đen. Mọi người tí chút xíu nữa thì mọi người thấy cái cách tôi dùng đến thì mọi người có thể tham khảo. Tuy nhiên cái màu như tôi nói, cái màu sắc này không, mọi người có thể tự chọn cho mình ha, không nhất thiết là phải cố định như màn hình MT4 ban đầu. Mọi người có thể chọn là mình thích màu tăng màu gì phù hợp với phong thủy của mình, hay là bất cứ cái yêu thích nào của mình thì mình có thể chọn màu sắc cho cái nến. Thì nó sẽ chia ra hai cái màu, một màu tượng trưng cho cái nến tăng và một màu tượng trưng cho cái nến giảm ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu chi tiết về cách sử dụng nến như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ vào nến con xoay. Như các bạn thấy, nến con xoay là nến mà có thân, mà thân nến nhỏ ép lại ha, và cái dây nến cao dài ha. Các bạn thấy đây, nến con xoay. Thì khi các bạn thông thường khi thị trường đang lên xuống ha,
tự nhiên bắt đầu xuất hiện những cây nến nhỏ dần, cái thân nhỏ dần nha, báo hiệu đây thị trường đang suy yếu à, đà tăng đang yếu dần, confirm suy yếu tăng dần à, đang yếu dần à, thì mọi người cân nhắc có thể sell xuống nếu đang đà tăng lên. Thì cái nhiệm vụ chơi giao dịch trong nến này thì có rất nhiều trường phái. Tôi xin được phép khẳng định được confirm lại à. Thì giao dịch nến, một số người, một số trader sử dụng nến để confirm xuống tăng, và một số người sử dụng nến cho xuống confirm xuống giảm à. Cũng là một xuống confirm xuống đi tiếp, có nghĩa là thị trường đang sideways và có các con nến xuất hiện, và những nến này xuất hiện confirm đó là xuống tiếp tục duy trì cái xuống trước đó. Đó là một cái trường phái. Một trường phái thứ hai dùng nến để xác định cái đảo chiều. Thì tuy nhiên người mới giới thiệu đến cho trong giao dịch ông Như Xuân, người Mỹ, thì ông có tìm hiểu đến Nhật Bản à, thì ông có viết sách và trong bài cái chương trình đào tạo của ông thì ông khẳng định là ông thường sử dụng đến để xác định điểm đảo chiều hơn là để xác định tiếp tục đà tăng à. Ý là đến là chủ yếu chính của nó là xác định điểm đảo chiều. Thì trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ cái xác định điểm đảo chiều của cái nến ha. Thì đầu tiên như tôi nói tôi chia sẻ đó là cái nến xoay. Thì khi thị trường rất bình thường, một đà tăng hoặc đà giảm mà xuất hiện các cái nến nhỏ dần thì đấy đó là tín hiệu thì chuyện yếu dần. Tôi sẽ đưa một vài ví dụ đây ha. Thị trường đang đi xuống và các bạn thấy cái nến càng ngày càng ép lại, càng nhỏ lại, cái thân nến càng ngày càng nhỏ này, báo hiệu là xuống yếu dần này. Càng nhiều cái nến có cái thân nhỏ như vậy, càng cái mức độ xác nhận càng cao hơn, thì khả năng đảo chiều sẽ rất cao hơn. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ lựa chọn cái điểm chúng ta, ví dụ trong cái trường hợp này, đang thị trường đi xuống và xuất hiện các cái nến có cái thân nhỏ dần lại, thì đây là tín hiệu, đây là tín hiệu thị trường sắp đảo chiều. Thì chúng ta nếu chúng ta có thể vào buy vào và stop out là cái cây nến có cái thân bên dưới cái bóng nến thấp nhất, thì chúng ta đó chọn nó là vùng stop out nào. Thì trong những cái mô hình tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn giải thích nhiều hơn về cái stop out khi sử dụng nến này như thế nào ạ. Ok, thì đây mọi người thấy khi mà thị trường đang đi xuống bắt đầu xuất hiện những thân nến nhỏ dần thì báo hiệu là cái lực được bán yếu lại dần thì cái tín hiệu tốt để xuất hiện đây là confirm là xuống khả năng đảo chiều rất cao. Cái nến quan trọng thứ hai đó là nến doji. Thì doji thay vì những cái nến con xoay kia thì cái thân rất nhỏ, thì cái nến doji thì càng tín hiệu càng tốt hơn, đó là cái giá đóng cửa và giá mở cửa là chung với nhau, thị trường đang đi lên, mở cửa tại đây đúng không? Nó giao dịch một hồi, sau đó quay trở lại về đóng cửa, nên các nhà mua với bán không xác định được cái rõ xu hướng thị trường như nào, và người mua người bán gặp nhau tại một điểm thì thị trường đây là tín hiệu báo hiệu thị trường đang rất cực kỳ yếu. Cũng như cái nến nến này so sánh với nến doji đến con xoay thì nến doji confirm tốt hơn đến con xoay ha. Thì tương tự như nến con xoay chúng ta có cái thị trường đang đi lên đây bắt đầu xuất hiện đây nến doji, tiếp theo đó là nến con xoay nhỏ dần đến tín hiệu confirm thị trường khả năng đảo chiều cao, và chúng ta có thể cân nhắc việc sell xuống ở đây ha. Và tương tự chúng ta chọn cái nến có cái bóng cao này dài nhất để làm vùng stop nào. Đến doji trong forex thì bởi vì forex là thị trường giao dịch 24/5 nên các giá nó sẽ không có cắt. Nếu các bạn chơi cổ phiếu các bạn thấy là ngày thứ hai qua ngày thứ ba thì thường thường khi giá mở cửa thì cũng một đoạn cắt, nhưng trong forex thì chơi 24 giờ lên chúng ta thấy các cái nến không có cắt. Theo nguyên tắc bình thường nếu trong áp dụng trong cổ phiếu thì nến doji trong cổ phiếu các cái sản phẩm gap thì chúng ta thấy một đoạn gap đây thì tín hiệu confirm ok hơn. Tuy nhiên vì trong forex thời gian giao dịch liên tục nên chúng ta sẽ không có gap khoảng từ thời gian chuyển qua trong tuần sẽ không có gap, nên
Đây là mẫu hình cơ bản trong khi trên thị trường forex à. Đây là mẫu hình đến doji cho dấu hiệu đảo chiều cho cái này bearish doji, còn dưới đây là bullish thì tín hiệu đây khả năng thị trường đi xuống và cái đến doji này thì tín hiệu là thị trường sẽ đi lên ha. Đây là một ví dụ sự thị trường đang đi lên, chúng ta thấy đầu tiên xuất hiện cái nến nhỏ dần nên báo hiệu chưa confirm là thị trường có đảo chiều hay không, chỉ confirm cái nến con xoay này, chỉ confirm đó là cái đà tăng này, cái vì lúc đầu là cái nến cao các bóng nến rất lớn, tuy nhiên tới đây xuất hiện cái nến nhỏ dần này báo hiệu là cái lực lực mua yếu dần ha. Tiếp theo cái nến thứ hai đó là cái nến doji, đây là confirm của nó, lưỡi confirm đó là cái đà tăng này khả năng rất cao sẽ đã đảo chiều, và đồng mọi người cân nhắc vào chúng ta cần sell vùng đây. Tương tự như vậy chúng ta sẽ chọn cái dây nến cái bóng nến nào mà dài nhất, chúng ta là vùng stop loss nào. Đây thì cách sử dụng nến doji xác định được vùng kháng cự hỗ trợ. Thì vùng con xoay các nến con xoay như tôi chia sẻ với nến doji thì chúng ta nên ưu tiên doji là cái mức độ xác nhận cái vùng lực đi lên hoặc đi xuống yếu cao hơn nến con xoay. Trong trường hợp này quay trở lại trường hợp dùng doji để xác định kháng cự hỗ trợ thì chúng ta như tôi chia sẻ chúng ta sẽ chọn trong hai cái nến này cái bóng của cái nến nào mà dài nhất thì chúng ta làm chọn cái vùng đó là vùng kháng cự nếu mà thị trường đang lên, hoặc là vùng hỗ trợ khi thị trường đang đi xuống, và ý là vùng đó là chúng ta là vùng đó stop loss của chúng ta. Thì tất nhiên khi mà giá mà khi một khi chúng ta xác định cái vùng cái bóng nến cao nhất là vùng vùng kháng cự hỗ trợ, nhưng mà cái nến tiếp theo mà chúng ta vượt qua cái vùng đó thì vùng stop loss thì có thể confirm, nếu mà chúng ta tìm xem cái xu hướng của thị trường trước đó thì cách có thể khi mà vượt qua này có thể tiếp tục một xu hướng mới ha. Thì đó là một cái mảng sâu hơn tôi sẽ chia sẻ chút xíu nữa thì mọi người cứ đơn giản nhớ như vậy ha. Nến khi mà xuất hiện các cái nến con xoay hoặc nến doji, đặc biệt doji ha, thì chúng ta đó là một tín hiệu là thị trường khả năng sẽ đảo chiều cao ha. Và chúng ta chọn bóng một cái con nến nào có bóng dài nhất chúng ta chọn làm cái vùng kháng cự hay vùng hỗ trợ hay vùng short tại khu vực đó ha. Đây chúng ta có một cái ví dụ này thì thực tế hơn ha. Giả sử thị trường đang đi lên cái nến to dần ha, tự nhiên tới đây bắt đầu xuất hiện cái doji bóng lên rất thấp ha. Thì chúng ta theo nguyên tắc chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai điểm này, điểm nào cao nhất chúng ta sẽ là một cái vùng kháng cự ha. Thì đây vùng có thể là vùng stop loss. Tuy nhiên như mọi người thấy đây các cái nến tiếp theo nó vượt qua vùng stop, cái này thì tất nhiên sẽ nếu mình áp dụng cứng nhắc quá việc stop loss ở khu vực này thì tất nhiên sẽ dính stop loss ở đây, thì thị trường cái này mọi người sẽ gặp nhiều. Nhưng mà quan trọng ở chỗ này, đối với khi các bạn giao dịch lớn thì cái điểm quan trọng nhất là cái giá đóng cửa. Thì mọi người lưu ý khi giao dịch đến thì cái giá đóng cửa cực kỳ quan trọng. Thì ở đây mọi người khi mà mọi người xác định là thị trường có khả năng sẽ đi xuống ở đây thì mọi người cái vùng cắn vùng stop khu vực này, tuy nhiên cái đến tiếp theo nó vượt qua cái vùng stop chúng ta thì chúng ta đối với trader chúng ta cũng ok, chúng ta chấp nhận. Tuy nhiên kết thúc cái đến này thay vì cái giá đóng cửa của nó nằm trên cái vùng vùng kháng cự này, giá đóng cửa qua ở dưới thì cái đó là một tín hiệu cực kỳ tốt để confirm là giá rất khó có thể vượt qua được cái vùng kháng cự trên này. Thì khi mà cái nến tiếp theo mà đóng cửa ở vùng confirm này thì đó là một tín hiệu tốt confirm cho cái nến này, đó không phải là điều làm chúng ta hoang mang ở đó là một tín hiệu tốt. Mà các cái nến tiếp theo mà confirm tiếp tục confirm đóng cửa mà dưới cái vùng kháng cự như này, cái nến cao nhất này thì đó có tín hiệu tốt, chúng ta tiếp tục vào lệnh ha. Và tất nhiên vùng stop loss của chúng ta chọn cái nến cao hơn cái bóng nến trên này ha. Nên mọi người lưu ý chúng ta khi mà giao dịch nến các cái nến tiếp theo được confirm cái vùng này là vùng đảo chiều đúng hay sai, chúng ta sẽ căn cứ vào cái giá đóng cửa của các nến tiếp theo, mà nếu mà giá đóng cửa mà nằm dưới sau có thể nó vượt lên trên một tí xíu, cái này gọi là quest stop loss của các thị trường quest stop loss. Tuy nhiên giá đóng cửa của các nến tiếp theo mà đóng cửa nằm dưới cái vùng vùng kháng cự như vậy thì thị trường cao cần không tốt, đó là khả năng đảo chiều sẽ rất cao ha. Đây thì trong giao dịch
Không có công cụ nào có thể cần có thể giúp chúng ta chiến thắng thị trường 100%, thì trong việc chúng ta phải kết hợp với các cái tâm lý rủi ro và quản lý vốn nào. Thì đây đây một cái tín hiệu nếu mọi người không áp dụng mà không chuyển để thì có thể họ làm thất vọng khi sử dụng, nên nếu các mọi người chỉ là học lý thuyết và không thực hành, bởi vì đôi khi nó làm nó đi ngược lại kỳ vọng ra. Thì đây trong trường hợp này tôi sẽ giới thiệu đây là cách khi mà chưa đi ngược kỳ vọng, nhưng chúng ta luôn luôn mỗi lần thất bại là chúng ta học được và chúng ta tiếp tục duy trì và chúng ta chứng kiến kiên nhẫn với cái chiến thuật mà chúng ta đã áp dụng. À ở đây thị trường đang đi lên, các cái nến lên bắt đầu, mọi người thấy ở đây xuất hiện cái nến thân nhỏ tín hiệu thị trường, báo hiệu thị trường yếu dần, và đặc biệt tới khu vực này có một cái nến doji confirm, thông thường người ta cần vào ổ cái này thị trường khả năng rất cao rồi. Bắt đầu mọi người đặt sell ở khu vực này và tất nhiên sẽ stop loss, người ta sẽ chọn an toàn thì chúng ta chọn một cái bóng nến cao nhất nằm vùng stop loss. Tuy nhiên cái nến tiếp theo những stop loss chúng ta thì mọi người ok tôi chúng ta sẽ chấp nhận, à đó là một phần chi phí của giao dịch tôi chấp nhận, thì mọi người vẫn đi qua điện và chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ok, để dịch trước đó thì tôi bắt đầu theo dõi thị trường và mọi người thấy ở đây bắt đầu xuất hiện cái thầy doji tiếp theo, thì ok thì mọi người vẫn bắt đầu lại reset lại cái chiến lược giao dịch của mình. Ok, doji thì chúng ta cần cân nhắc đó là chúng ta sẽ sell xuống, chúng ta sell ở khu vực cái này và cái tương tự như vậy, chúng ta đặt stop loss ở vùng một cái bóng nến cao nhất à cái vùng này, thì mọi người thấy đây là lần thứ hai, thì tới lần này thì giá thật sự đi xuống thật. Thì nếu mà mọi người chúng ta không có cái một cái tâm lý giao dịch tốt, chiến lược giao dịch rõ ràng thì tới đây bắt đầu chúng ta thất vọng rồi đúng không, thì chúng ta bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai này. Nếu mà chúng ta có cái chiến lược giao dịch rõ ràng và ok chúng ta chấp nhận cái rủi ro, thì giao dịch luôn có rủi ro và chúng ta chia sẻ phân bổ làm sao cho hợp lý, thì chúng ta lại có một tâm lý tốt để có thể giao dịch cái cơ hội tiếp theo, cơ hội thứ hai này. Và đặc biệt khu vực này trở thành vùng kháng cự, thì các bạn thấy sau khi thị trường đã hồi mạnh rồi, sau đó một tiếp theo một đà tăng mới, thì mọi người thấy đây thì tôi nói cái giá đóng cửa cực kỳ quan trọng, cái vùng này vùng kháng cự mạnh ha, các bạn thấy mặc dù cái nến này trong trong phiên có thể vượt qua cái vùng kháng cự, tuy nhiên cuối phiên đóng cửa nằm dưới ha, cái nến tiếp theo thì đó confirm lần thứ hai tiếp tục có một cái xu hướng giảm, confirm đây là điểm đảo trường cực kỳ tốt nào, cái vùng vùng này sẽ cần phần hỗ trợ chúng ta cho việc tiếp theo là ở đây ha. Thì mọi người lưu ý về cái giá đóng cửa của nến ha. Okay. Sang cái ý tiếp theo đó là trong cái dùng đến trong giao dịch ạ. Thì không chỉ với doji và các loại mẫu hình đảo chiều khác, thì nó chỉ có ý nghĩa khi thị trường đang trong một cái xu hướng ha. Có xu hướng rõ ràng, dụ các bạn thấy đây các nến đi lên, bắt đầu xuất hiện cái nến doji hoặc là con xoay để tín hiệu thị trường đảo chiều, thì cái có ý nghĩa hơn so với thị trường đang vùng vùng sideways hoặc là vùng đang vùng tích lũy à. Ví dụ thị trường không xác định rõ xu hướng mà thực hiện xuất hiện cân nến doji thì đó không có nghĩa gì à. Nến doji chỉ có nghĩa khi nằm trên hoặc nằm dưới một cái xu hướng tăng hoặc giảm mà, chứ nằm ở giữa không có giá trị à. Mọi người lưu ý à. Ở đây các bạn mọi người sẽ căn cứ vào cái kháng cự hỗ trợ của cái sóng trước đó. Giờ ở đây thì cái đây là vùng kháng cự trên và kháng cự dưới, thì khi mà nến doji xuất hiện ở vùng kháng cự trên này thì đó tín hiệu tốt để, nên đây khả năng xảy ra đảo chiều rất cao. Tuy nhiên các bạn thấy đây đồ cái nến doji này trong trường hợp này nằm giữa vùng kháng cự và hỗ trợ, thì cái nến này không có giá trị à, bởi vì nó nằm ở khu vực giữa này, nó không xác định à nó đi lên hay đi xuống. Chỉ khi nào các nến doji con xoay nằm ở khu vực kháng cự hỗ trợ, căn cứ dựa vào cái vùng kháng cự hỗ trợ của cái sóng trước đó ha, thì chúng ta mới có mới confirm đó là xu hướng khả năng xu hướng đảo chiều cao, còn nó nằm ở giữa như vậy thì rất khó, không có nghĩa. Nên giả sử đây chúng ta đây là một cái nến đang đi lên xuống đang lên và gặp vùng kháng cự trên này, bắt đầu xuất hiện các con nến doji con xoay thì tín hiệu tốt hơn, đây là tín hiệu tốt để chúng ta xác định khả năng thị trường đảo chiều. Tuy nhiên bắt đầu thị trường giảm mà bắt đầu xuất hiện ở giữa này và xuất hiện cái nến doji, như các bạn thấy đang là xu hướng giảm mà doji này thì
thường theo nguyên tắc nếu mà mọi người chơi một cái máy móc về nến, đây là tín hiệu thị trường sẽ tăng lại, thì đó là không đúng, bởi vì đang ở giữa này thì làm sao mà đang vào trong xu hướng giảm, mà mặc dù cái tín hiệu của đến tín hiệu của Doji, cái hai cái nến này là tín hiệu đảo chiều tăng lên, tuy nhiên mọi người thấy là cái nến này mới đảo chiều từ cái xu hướng vùng kháng cự trên này và đây xuất hiện này, thì cái tín hiệu mà đảo chiều tăng lên không có giá trị nhiều à, hay là cái nến Doji nằm ở giữa không có giá trị có ý nghĩa cao à? Chỉ khi nào nến đưa các nến, mỗi nến nằm ở trên hoặc dưới cái vùng các cơ hỗ trợ trên trước đó thì có ý, có giá trị đảo chiều cao hơn không? Mọi người lưu ý cái vấn đề này ha. Chúng ta qua cái nến tiếp theo là nến bóng dài. Dù đây ha, nến xuất hiện cái thân. Như tôi đã chia sẻ, nến gồm hai phần, thân nến và bóng nến ha. Thì cái thân đây, giả sử thị trường đang đi lên và bắt đầu xuất hiện cái thêm thân này kéo dài ra, thị trường đi lên và sau đó lên giá trên này và kết thúc phiên giá đóng cửa kéo xuống tạo một cái bóng nến cao à, cũng nghe nó giá đi lên đã bị từ chối à, cảm thấy liên tiếp nhiều cái nến có bóng dài, tín hiệu là thị trường đi lên rất khó để có thể để vượt qua thị trường. Kim tới đây trader bắt đầu sell xuống tạo cho cái dây bóng nến dài này ha. Thì tương tự như Doji và con xoay thì đó là tín hiệu khá thị trường sẽ đi xuống, nên một ví dụ để chúng ta có thể hình dung dễ hơn. Đây là những cái nến bóng dài, chúng thấy thị trường đang đi xuống nến rất cao rồi, tuy nhiên mà chúng ta cũng không cần quan tâm đó là cái thân nến như thế nào, chúng ta chỉ cần quan tâm là cái bóng nến này dài hơn cái thân nến và xuất hiện nhiều cây có cái dây nến dài như này thì tín hiệu rằng thị trường đi xuống rất khó à. Các bạn thấy đây tín hiệu các cái nến đang đây là xu hướng đi xuống, tuy nhiên tới đây và rồi khi chúng ta thấy các cái dây nến bóng nến nó dài hơn à, thị trường đi xuống như đây, sau đó kết thúc phiên đóng cửa kéo lại như thế này, tiếp theo cái nến tiếp theo thị trường đi xuống như tạo như này, nhưng cuối giờ đẩy lên tín hiệu thị trường reject từ chối cái giá phía này à, thì đây trở thành vùng hỗ trợ cứng chúng ta, thì đấy tín hiệu đảo chiều cũng cực tốt giống như Doji và con quay à. Thì thông thường chúng ta một như vậy như tôi đã chia sẻ thì chúng ta có thể xác định được điểm vào mua bán ở vùng nào, ở vùng stop loss. Vậy vùng TB thường như thế nào? Thì cái TB tùy trong mọi người trong quá trình mà luyện đến này thì mọi người sẽ xác định dựa vào cái mức cái xác định được cái số bit của mình, kỳ vọng số bit bao nhiêu. Thông thường đối với cái thức chung thì người ta sẽ dựa vào cái vùng kháng cự, cái vùng sóng trước đó. Như giả sử đây các bạn khi thị trường xuống đây xuất hiện các cái nến đảo chiều như vậy thì cái mục TB target chúng ta là cái vùng mà cái sóng trước đó là điểm này nha, thì chúng ta sẽ xác định đó là TB. Chúng ta qua ví dụ thứ hai là thị trường đang đi lên cao đây ha, bắt đầu cái này kết hợp rất nhiều, thứ nhất là con xoay này và mọi người để ý cái bóng nến rất dài thì tín hiệu thì báo hiệu là thị trường bắt đầu đang yếu dần và có khả năng đảo chiều. Và cái nến này mặc dù là vượt qua được cái vùng kháng cự con cái dây bóng nến dài nhất ở trên này, tuy nhiên kết thúc đóng phiên chúng ta thấy quan như tôi nói là quan trọng của việc cái giá đóng cửa rất thấp hơn cái đóng cửa dưới vùng này thì đấy là tín hiệu cực cao, đó tín hiệu thị trường sẽ đảo chiều. Mình thấy này, sau khi mà thị trường đóng cửa dưới này rồi thì bắt đi xuống cái này chúng ta trong quá trình giao dịch chúng ta sẽ thấy đây là một cái điểm gọi là get stop loss. Thường thì nhà đầu tư thấy thị trường dưới đây thì vùng stop loss trên này thì chúng ta hay đặt stop loss sát cái giá kháng cự trên này. Tuy nhiên thì thị trường không như muốn, đôi khi một cái nến nào đó nó kéo lên người cut stop của chúng ta và rớt xuống, thì đó là một tín hiệu. Thì trong quá trình chúng ta có kinh nghiệm, đôi khi người ta sẽ đặt stop loss cao hơn cái vùng kháng cự cái giá này một chút xíu để tránh trường hợp cái stop này. Thì trong cái việc chúng ta sẽ trải nghiệm cho mình nên đặt cái stop loss như thế nào cho hợp lý, đôi khi chúng ta nên dư ra một phần so với cái nến, cái bóng nến mà chúng ta kỳ vọng là cái vùng kháng cự hỗ trợ. Chúng ta qua cái nến tiếp theo, cái nến hammer, hay mọi người thường gọi là cái búa ha.
Thì như tôi nói, cái nến, cái mô hình nến có ý nghĩa khi nó đã ở cuối hoặc đầu sau cái chen trước đó, chứ còn ở giữa không có giá trị. Thì trong cái nến Hammer này thì đó là một thị trường đang đi xuống và đã ở gần cái vùng hỗ trợ của cái chen trước đó, bắt đầu xuất hiện cái nến Hammer. Thì cái ý nghĩa nến Hammer này như thế nào? Cái nến Hammer thì có cái bóng nến cực kỳ dài và thân thì nhỏ, và yêu cầu tối thiểu là cái thân nến này phải nhỏ hơn gấp nhỏ hơn 1-2 lần của cái bóng bóng nến này, hai cái bóng nến này phải dài hơn ít nhất 2 lần so với cái thân nến này, và cái bóng trên này thì nhỏ nhỏ hơn cho cái bóng bóng thân nến đây ha. Thì tín hiệu này cực kỳ tốt, đang tín hiệu khi thị trường đi xuống mà xuất hiện cái nến Hammer này, thì người ta gọi là thị trường này để xác định à, đang thử đáy hay đang test đáy à, đây cả khả năng thị trường đang tạo đáy rồi, khả năng thị trường đảo chiều đi lên không. Thì nến Doji này theo kinh nghiệm tôi và một những người chơi cái nến thì cảm thấy cái Doji, cái ý nghĩa của cái đô cái nến cái búa thì trong thị trường forex là tín hiệu cực kỳ cao, cao nhất so với các tín hiệu mà cái nến Doji hoặc nến con xoay à. Thì khi thị trường xuất hiện cái nến cái búa thì khả năng đảo chiều khả suất đảo chiều cao hơn so với những trường hợp còn lại nên, ví dụ à, thị trường đang đi xuống, chúng ta thấy là cái nến Doji, cái nến con xoay và kết hợp thêm nến tiếp theo là cái nến cái búa, cái thân nhỏ mà cái bóng dài à, thì đây kết hợp rất nhiều yếu tố. Nhất cái nến Doji này tín hiệu thị trường đi xuống kết hợp với con xoay này, và các bạn thấy đây đây là cái nến thân dài bóng dài à, thì nó tất cả hội tụ lại để confirm là rất cao, thị trường sẽ đổi chiều. Thì mọi người lưu ý là chúng ta không 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 chơi theo máy móc, và có nghĩa là thị trường phải có cái doji, sau đó doji thị trường sẽ lên không, mà chúng ta phải kết, nếu càng tốt thì chúng ta kết hợp à, khi mà tới cái điểm mà các hỗ trợ chúng ta có thể cái nến doji cái bóng xoay càng nhiều những cái tín hiệu đảo chiều như vậy thì tín hiệu càng tốt, để chúng ta confirm đó là thị trường khả năng đã chiều cao hơn. Và trong chơi giao dịch này chúng ta cái yếu tố quan trọng mà chúng ta cần lưu ý đó là kiên nhẫn nào, không phải xuất hiện ngay cái búa hoặc cái nến doji con xoay là thị trường báo hiệu là đảo chiều đâu, và chúng ta đôi khi nó sẽ cái giao dịch đây rất một thời gian phải có phải vài cái nến tiếp theo đó, mà quan trọng mà như tôi nói đó là cái giá đóng cửa. Nếu giá đóng cửa mà cũng có thể nó vượt qua cái bóng lên dưới đây, tuy nhiên giá đóng cửa mà kết thúc mà hồi lại so với vùng short chúng ta thì nó có tín hiệu confirm cực kỳ tốt, nó thì đảo chiều cao, có nghĩa là chúng ta nên kiên nhẫn và chờ cái tín hiệu cái đến tiếp theo đưa ra cái tín hiệu, một khi đã confirm chúng ta thấy là đủ lớn rồi chúng ta có thể vào này. Đây 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 là một trong trường hợp ví dụ một cái sự kiên nhẫn là cực kỳ tốt trong trường hợp này ha. Mọi người thấy thị trường đang đi xuống và khi bắt đầu xuất hiện cái nến nến cái búa đấy ha. Tuy nhiên trong trường hợp này mọi người lưu ý đó, cái búa cái thân này cực kỳ dài. Thông thường nếu chúng ta chơi cái này sẽ cái tỷ lệ thắng của chúng ta không cao. Giả sử mọi người thấy căn đây cái điểm xuất phát trend và chúng ta TP chúng ta TP chúng ta sẽ vùng này. Tuy nhiên mọi người thấy cái vùng stop loss này là cái bóng nến của cái nến cái búa này cực kỳ dài, nếu chúng ta xác định thì tỷ lệ này không có hấp dẫn hả, mặc dù là cái nến tốt đấy để xác định điểm đảo chiều ạ, nhưng chúng ta có thể bỏ, chúng ta cái chơi này không hấp dẫn và chúng ta chờ tiếp vào. Thấy thì đây một khi xuất hiện này thì khả năng thị trường đảo chiều, tuy nhiên nó không phải là đảo chiều ngay luôn, ông thấy đến mấy chục cái nến tiếp theo các cái nến nhỏ dần này, và đây xuất hiện hai cái nến này engulfing cái nến sau ăn hết cái nến trước à, và kết hợp khi này thì giá đã ok hơn này, chỉ nên tín hiệu tốt để chúng ta có thể bảo có thể nếu các bạn sự kinh nghiệm thì đây thế nào chúng ta vào vùng này sẽ an toàn hơn là vùng vào vùng trên này đúng không, thì khi đó khi giảm cái tỷ lệ short của chúng ta cũng nghĩa là sự kiên nhẫn là cực kỳ quan trọng đây à. Không phải thị trường xuất hiện các tín hiệu nên đảo chiều là đảo chiều ngay luôn ha, và đôi khi nó phải dập dình thời gian sau đó đảo chiều. Ok, chúng ta sang cái ví dụ cái nến cái búa tiếp theo.
Tương tự như vậy, thị trường đi xuống, bắt đầu xuất hiện một cái nến gọi là thân dài, thì tín hiệu báo hiệu thị trường yếu dần, và tiếp theo đó là xuất hiện cái nến cái búa thì confirm tốt là thị trường bắt đầu yếu dần và khả năng thị trường sẽ đảo chiều. Chúng ta có thể vào lệnh tiếp theo ở khu vực đây và stop loss của chúng ta vùng này. Nhưng như tôi chia sẻ, khi một người đã quen dần thì chúng ta không nên đặt stop sát với cái giá một cái bóng nến mà bóng nến dài nhất, bởi vì khả năng thị trường sẽ stop rất cao, chúng ta nên rơi ra một khoảng. Ví dụ đây, mình thấy cái nến ảo tích giả ở chỗ này ha, thị trường đi lên, sau đó một cái trong phiên giao dịch đó giá rơi xuống thấp hơn cái vùng giá mà chúng ta đã stop. Tuy nhiên cuối giờ là rút lên để tín hiệu cực kỳ tốt, confirm thị trường sẽ đảo chiều. Tuy nhiên, như mọi người, nếu chúng ta đã sát qua đây thì chúng ta sẽ dính stop khu vực này và chúng ta sẽ rất tiếc nên mọi người đặt dư ra một chút xíu ở khu vực này. Sau đó một cái nến tiếp tục cái nến bóng dài, nến này là gần như cái nến cái búa tiếp ha, con quay bắt đầu thị trường đảo chiều. Cũng không phải thị trường đảo chiều ngay, nhưng tôi thấy ở đây tính kiên nhẫn cực kỳ quan trọng, không phải thị trường đảo chiều ngay khu vực này, phải chờ lên và cái nến tiếp theo thị trường mới đảo chiều. Chúng ta qua cái phần cái nến thứ tư, đó là superstar, cái nến ngược lại với cái nến cái búa, đó là superstar, là khi ở đây thị trường đi lên và bắt đầu xuất hiện cái nến superstar. Tương tự như vậy thì cái thân nến của cái nến superstar này nhỏ, bóng nến gấp 2 lần, ít nhất gấp 2 lần cái thân nến nha, và yêu cầu thì thị trường đang phải là thị trường đang đi lên nè, xuất hiện cái này mới có ý nghĩa. Chứ thị trường đang ở vùng giữa thì xuất hiện cái nến hammer, nến superstar không có giá trị gì nhỏ, chỉ khi nào ở cái vùng trên đi lên nào thì báo hiệu đây là khi mà xuất hiện thị trường xuất hiện superstar, đây thị trường báo hiệu là thị trường cái đà tăng đang bị yếu dần, khả năng thị trường sẽ đảo chiều. Như mọi người thấy ở đây nó xuống đang tăng, bắt đầu xuất hiện cái nến superstar để báo hiệu thị trường đảo chiều. Chúng ta thấy kết hợp với cái nến con xoay ở đây thì thị trường cần phân tốt, thị trường sẽ đảo chiều đây, và sau đó thị trường rất mạnh đây ạ. Tương tự cái vùng cái bóng nến cao nhất sẽ là vùng stop loss của chúng ta, và đôi khi nếu mà nghiệm chứng chúng ta sẽ để stop loss nghỉ ngơi một chút xíu trên này để tránh trường hợp cái stop loss. Sau khi thị trường đi xuống gặp cái vùng hỗ trợ chỗ này, thể hiện cái nến đây, chúng ta thấy đây cái nến cái búa, đây tín hiệu khả năng thị trường sẽ đảo chiều. Chúng thấy không phải thị trường đảo chiều ngay, những cái nến tiếp theo mà chúng ta thấy sau đó là những cái nến doji, cái nến con xoay nhỏ, sau đó thị trường đảo chiều. Ok, đây Susta, để cho mọi người thấy cái hay của cái nến này. Chúng thấy thị trường bắt đầu xuất hiện cái Susta là cái bóng nến kéo dài tại đây, tuy nhiên đóng cửa rất trong đây, để tín hiệu thị trường yếu dần hạ. Mọi người thấy đây các cái nến con xoay doji xuất hiện, thị trường tín hiệu đi xuống, và ở đây như tôi nói là cái bóng nến cao nhất này sẽ là vùng kháng cự cực kỳ tốt nào. Như thấy ở đây mặc dù thị trường trong bắt đầu vào cái nến này nó sẽ quen lên đôi khi hơn những một tí xíu so với cái nến trước đó thôi, bắt đầu tuy nhiên đóng cửa rất mạnh xuống, để tín hiệu confirm rất tốt, cái vùng này là vùng kháng cự mạnh nha. Mình thấy sau đó là thị trường đi xuống. Chúng ta qua cái nến thứ năm, đó là nến bullish engulfing. Thì trong trường hợp này thì cũng như tôi nói, các cái nến này phải ở vùng đáy hoặc vùng đỉnh ha, cũng là vùng có so với cái vùng trước đó. Chúng ta không phải, nếu nó nằm ở giữa thì không có giá trị nhiều. Thì khi nào trong xu hướng rõ ràng mà nó đang là xuống giảm thì nó nằm ở vùng hỗ trợ của cái trên trước đó, thì đây thì khi nó xuất hiện cái nến sau này cái thân nến ăn hết, cũng nghĩa là vượt qua luôn cái thân nến của nến trước đó, đây là giá đi xuống đúng không ạ, thì qua cái nến tiếp theo là cái nến đi lên, và cái giá đóng cửa của nến đi lên vượt qua cái giá mở cửa của cái nến trước đó, thì đây là cặp nến bullish engulfing thì tín hiệu cao, thị trường sẽ đã tạo đáy, khả năng sẽ độ chiều cao à. Đây là những ví dụ.
Tôi thấy đây cặp hai cặp này thị trường đang đi xuống và bắt đầu từ một cái nến dài, cái nến đi xuống giảm mạnh dài. Tuy nhiên cái nến tiếp theo đóng cửa, cái giá đóng cửa vượt qua ăn hết cái phần giá mở cửa của nến đen trước đó, để tín hiệu tốt confirm ở thị trường đảo chiều. Tuy nhiên nó không phải đi, mặc dù bạn thấy đây nó sẽ đi lên, hiệu đi lên, tuy nhiên không phải là sẽ đi lên ngay. Bạn thấy được sự kiên nhẫn quan trọng của như nào của này. Tiếp theo cặp tiền thị trường sẽ test lại cái vùng vùng dưới này và cái nến đi vượt qua cái vượt xuống, cái nến đi xuống. Tuy nhiên cái nến tiếp theo ăn hết đóng cửa vượt qua cái vùng này thì đây là cái mô hình hai đỉnh và kết hợp với nến. Chúng ta thấy hai vùng này ở vùng này cái nến bullish engulfing confirm xuất hiện. Cái tiếp theo sau một khoảng thời gian sau cái bullish engulfing thứ hai confirm xuất hiện, bị confirm và tín hiệu đảo chiều cao. Đây là tín hiệu tốt để chúng ta xác định. Tương tự như vậy ha, thị trường đi xuống bắt đầu xuất hiện những cây nến thân nhỏ thì báo hiệu tín hiệu là thị trường đang yếu dần. Ở đây xuất hiện một cái nến cái búa ha. Và tiếp theo đó sau cái nến búa này là một cái nến đi lên ăn hết cái phần này, đi cao hơn vượt qua rất nhiều, thì đây cũng có thể được coi là một cặp bullish engulfing. Đây là tín hiệu để thị trường báo hiệu là thị trường sẽ lên và chúng ta sẽ vào lệnh sau cái nến này. Chúng ta vào lệnh khi vào cái nến tiếp theo và cái vùng stop chúng ta ở vùng hỗ trợ đây. Và tất nhiên như tôi chia sẻ thì nếu mà mọi người theo về lý thuyết cơ bản thì chúng ta sẽ chọn cái trend trước đó là vùng TB, chúng ta sẽ chọn vùng trend của khu vực đây, vùng TB TB ha. Ok, đây là một trường hợp của hình cơ phịch. Chúng ta thấy thị trường đang đi xuống, những cái nến đen bắt đầu gần xuống đây, là bắt đầu cái nến thân con xoay xuất hiện này, thì báo hiệu là thị trường đang yếu dần này. Và tới cái nến này, cái nến này thì cái này là gần giống như một cái nến cái búa, thì cái nhưng mà cái nến tiếp theo đóng cửa trên rất đóng cửa rất mạnh, nằm vượt qua cái vùng mở cửa cái nến tiếp theo. Đây một cái nến bullish engulfing rất mạnh à, thì chúng ta confirm nó thị trường đã sẽ đảo chiều. Nhiều người sẽ đặt mức giá đây, khi mà cái nến này kết thúc sẽ đặt cái mức buy ở vùng này. Tuy nhiên nếu chúng ta xét cái vùng stop loss đây thì rất cao à, thì mọi người có thể chờ đợi à. Hoặc trong trường hợp này bởi vì stop loss của chúng ta là hơi dài nên nhiều người có thể không gọi là an toàn, họ không vào nữa bởi vì không có hấp dẫn, thì có thể thị trường sẽ đi luôn. Tuy nhiên có những trường hợp khác là thị trường sẽ test lại, thì đây là cái lúc mà cái sự kiên nhẫn được đền đáp. Sau khi mà hai cái đến đi tăng lên, bắt đầu thị trường rớt lại. Tuy nhiên mọi người để ý cái đến vượt qua cái vùng hỗ trợ dưới đây. Tuy nhiên cái giá đóng cửa này rút lên, thì đây là một tín hiệu confirm lần thứ hai cực kỳ tốt, báo hiệu thị trường sẽ đảo chiều ở vùng này. Tôi gọi là trong cái phần tiếp theo của anh chị tôi sẽ chia sẻ scalping RJD, thì đây là những tín hiệu là cái nến trả, thì đây là tín hiệu tốt để khẳng định để confirm để thị trường khả năng đảo chiều rất cao. Đây là một trường hợp thì như tôi nói khi giao dịch nến này chúng ta luôn có một cái chiến lược trao đổi rõ ràng và quy định rõ ràng stop loss như thế nào và rủi ro như thế nào. Thì đây là một cái trường hợp mà không được như mong muốn, khi thị trường đi xuống bắt đầu xuất hiện hai cái nến bullish engulfing, thị trường đi lên thật. Tuy nhiên nến thứ tư đi xuống và stop loss ngay cái vùng chúng thấy cái nến này đi stop ngay cái vùng hỗ trợ của chúng ta dưới đây. Chúng ta ok cái lệnh này có như chúng ta dính stop loss rồi, chúng ta bỏ qua và bắt đầu chuẩn bị reset lại cái chiến lược giao dịch của mình và thị trường tiếp tục đi xuống. Và chúng ta thấy đây xuất hiện cặp bullish engulfing
thì chúng ta tiếp tục và chúng ta bỏ qua, đừng có bị vì một cái dính slot của cái gặp này mà làm hoang mang đến tư tưởng, chúng ta sẽ bỏ qua. Ok, tôi đã chấp nhận lỗi cái này rồi và đúng đúng cái dính slot rồi, thì này đủ rồi tôi ok rồi, thì bắt đầu để thị trường tiếp tục xuất hiện cái đỉnh gấp phình thứ hai, chúng ta vào lệnh thôi và chúng ta setup bình thường, chọn cái dây nào cao nhất làm phụ stop. Và nếu chúng ta như thế này, chúng ta thấy thị trường trả lại cái thành quả, chúng ta tạo ra thành quả chúng ta. Chúng ta có cái phần tiếp theo đó là cái phần thứ sáu là nến bearish engulfing, ngược lại so với cái nến bullish engulfing. Trong trường hợp này bearish engulfing là trường hợp thị trường đang đi lên và xuất hiện cái nến thứ sau ăn hết cái nến trước, cái nến này đóng cửa tại đây. Tuy nhiên cái nến thứ hai là cái nến giảm và cái giá đóng cửa thấp hơn ăn hết cả phần cái nến trước đó, cái giá mở cửa cái nến trước đó. Thì tương tự như vậy, đó là thị trường đã tăng năng bị giảm giảm lại, thị trường khả năng thị trường sẽ đảo chiều và chiều đi xuống. Đây một vài cái ví dụ, thị trường đang đi lên bắt đầu xuất hiện cái nến con xoay, cái nến thân dài ở đây để tín hiệu thị trường đi xuống, nến con xoay và đây một cái nến tiếp theo ăn hết cái nến này. Các bạn thấy nếu chúng ta so sánh, chúng ta gộp hai cái nến lại với nhau, một cái nến thân con xoay chỗ này và cái nến ở đây đã giá đóng cửa ăn hết luôn cả hai cái nến này để tín hiệu confirm tốt để thị trường sẽ đi xuống. Và chúng ta chọn cái nến nào mà có thân dài nhất làm vùng stop loss, chúng ta sell xuống. Sau khi kết thúc đóng cửa cái nến này, chúng ta sẽ vào cái dựa vào cái nến tiếp theo, chúng ta vào lại nha, và vùng TB của chúng ta là cái vùng chen trước đó ha. Ok, đây như trong trường hợp này như tôi nói là cái ý nghĩa quan trọng của việc cái nến xuất hiện ở chen ở vùng kháng cự trên hoặc là vùng hỗ trợ bên dưới, chứ còn nếu mà xuất hiện ở vùng giữa thì không có giá trị gì ha. Các bạn thấy đây là xuống thị trường đang đi lên và cây nến bearish engulfing confirm được xu hướng đi giảm. Tuy nhiên khi mà thị trường đang ở giữa chen này xuất hiện cái nến bearish engulfing confirm được gì không thì không có ý nghĩa gì ha, bởi vì nó đang nằm ở giữa này thì không ý nghĩa của nó không có giá trị. Và chúng ta qua ví dụ tiếp theo. Đây thì khi thị trường đi đầu tiên thị trường đi xuống thì xuất hiện cặp nến bullish engulfing để tìm hiểu confirm tín hiệu đi lên. Sau đó bắt đầu thị trường ở đây xuất hiện cái doji confirm xu yếu dần và đặc biệt là xuất hiện cặp nến bearish engulfing confirm thị trường đi xuống này. Thì thị trường luôn luôn lên xuống và những cái tín hiệu này, những cái nến này giúp chúng ta xác định được ở khu vực đảo chiều ha. Trong giao dịch mọi người khi giao dịch nhiều chúng ta sẽ chú ý một cái, đó là cái thân chú ý thân nến nào. Trong ví dụ này tôi đưa ra hai cái trường hợp đây, trong xuống đi lên engulfing này, đây tín hiệu cái nến trước hoặc cái nến sau ăn hết cái vùng cái nến trước. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ở đây chúng ta sẽ vào cái lệnh sell, lệnh tiếp theo luôn đúng không ạ, nhưng mà cái nến tiếp theo, cái nến thứ ba này dính stop chúng ta và tiếp tục đi lên thì đó là cái tín hiệu sống. Nhưng nếu mọi người chơi có kinh nghiệm mà chúng ta nhìn thấy là ở cái thân này tính ra cái bóng nến cực dài như các bạn thấy đây, mặc dù là cái thân ăn hết đóng cửa ăn hết cái nến trước đó, tuy nhiên cái bóng nến này cực kỳ dài nó kéo lên, thì đây là cái từ chối giá đi lên, thì chúng ta cẩn thận cái trường hợp này. Sang cái trường hợp tiếp theo thì confirm này an toàn hơn, chúng ta thấy cái nến này xu hướng tiếp theo và cái nến engulfing này ăn hết này confirm thì cái nến này có giá trị cao hơn, như bạn thấy đây cái bóng nến đây thấp hơn nhiều so sánh với bóng nến đây, thì bóng nến này an toàn hơn bởi vì cái bóng nến này mặc dù kéo thì chưa kéo xuống mạnh đấy, tuy nhiên kết phiên kéo lại trở lại để tín hiệu không an toàn thì báo hiệu là trường đổ chiều bằng so với cái nến này. Cái nến này thì cái giá đóng cửa thấp gần so với cái bóng nến cái giá thấp nhất thì cái tín hiệu này cần phương tốt hơn so với trường hợp trên này. Mọi người lưu ý ha, mặc dù là theo lý thuyết chúng ta học chỉ quan tâm là cái bóng nến sau ăn hết cái bóng nến trước đó là ok rồi, nhưng chúng ta cũng cần phải để ý cái thân nến trước sau ăn hết cái thân nến trước là ok rồi, chúng ta cần phải để cái bóng nến, nếu bóng nến mà dài mà kéo lên thì đó tín hiệu vì cái giá bị từ chối rất cao, cái khả năng này cái xác suất này thấp hơn so với trường hợp nếu cái bóng nến với cái thân nến đóng cửa gần với cái bóng thấp ở bên dưới này
thì tín hiệu confirm tốt hơn không? À, mọi người đừng lưu ý trong hai trường hợp như này. Mọi người à, nhiều người sẽ dập khuôn nó ra. À, cái nến bearish engulfing hay là bullish engulfing thì cần phải cái thân nến cần phải dài hơn. À, thân nến cái nến trước đó là phải có thân rõ ràng. Sau đó cái bóng mới ra ăn hết. Tuy nhiên trường hợp doji thì sao ạ? Là doji thì giá đóng cửa giá mở cửa bằng nhau. Sau đó là xuất hiện cái nến ăn hết này thì hai trường hợp này cũng tương tự nhau thôi ạ. Chúng ta không bị quá máy móc để xác định à cần phải xuất hiện à, cái nến một cái thân một tí sau đó xuất hiện cái bóng lên sau ăn hết thì mới confirm đó là tín hiệu đi xuống, mà trong trường hợp doji vẫn đã được confirm vẫn được xác nhận thì cái tín hiệu là càng tốt hơn là thị trường không xác định được khi tới đây thị trường bắt đầu bị lưỡng lự à nên tăng hay giảm tiếp thì cái nhà đầu tư à, nhà mua với bán cùng chung nhau tại một điểm mà thì đến tín hiệu thị trường yếu dần tại khu vực này mà xuất hiện một cái nến sau và đi thâu xuống thì nó tín hiệu tốt để confirm nó xu hướng thị trường đi giảm giảm mà thì cái nến ba mọi người đấy đây là một cái mô hình nến ba cái nến thì trong cái phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đó là cái mô hình sau hôm sau mai thì cái mô hình này cũng là mô hình tốt để xác nhận cái xu hướng giảm giá ha. Đây, chúng ta qua cái phần tiếp theo đó cái mô hình sau hôm sau mai Morningstar thì cái mô hình này thay vì như vừa rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các mô hình một nến con xoay cái nến bóng dài cái nến doji sau đó cái engulfing bearish engulfing cái mô hình hai nến thì chúng ta qua cái phần thứ ba là mô hình ba nến thì có rất nhiều mô hình nhưng mà tôi trong trong chương trình này tôi chọn những cái trường hợp mà có khả năng xác suất cao nhất đến giới thiệu mọi người chỉ cần nhớ những cái thông tin những cái mô hình này thì là có thể chơi được cho thị trường forex rồi ha. Chúng ta không phải tìm hiểu những cái mô hình phức tạp nhưng những cái mô hình khác những cái mô hình khác đó thì cái khả năng xác suất của nó sẽ không cao. Thay vào đó chúng ta tập trung vào cái trung mạnh nhất thì đây những cái các mô hình mà khả năng cái xác suất sẽ cao hơn nhiều so với các mô hình khác thì cái buổi giới thiệu này tôi sẽ giới thiệu cái mô hình mà có xác suất cao nhất cho mọi người để mọi người cần tập trung vào những cái mô hình này khả năng có thể giao dịch trên thị trường này ha. Thì đầu tiên cái mô hình ba nến này chúng ta sẽ tìm hiểu sang mô hình star thì thị trường đang đi xuống đúng không ạ, và xuất hiện cái nến con xoay nhỏ hoặc cái nến doji cũng được à, và cái nến thứ hai cái nến thứ ba ăn hết tất nhiên là sẽ ăn hết cái con xoay này và cái doji này và nó đóng cửa hơn một nửa so với cái nến đầu tiên à giả sử đây là cái nến thì cái giá đóng cửa này phải hơn ở đây các bạn thấy đây là đóng cửa vượt qua cái vừa một nửa thân của cái nến đầu tiên à thì tín hiệu thị trường confirm thị trường đảo chiều cực kỳ cao thì trong càng nhiều nến như tôi nói càng nhiều nến confirm thì tín hiệu đảo chiều cao hơn à. Thì cho trong trường hợp đến Morningstar này thì nó cần phô thị trường đảo chiều có ý nghĩa cao hơn ha. Như còn thấy đây là xuất hiện cái nến như bên này mọi người để ý mọi người nhớ đúng không, đây là cái nến bullish engulfing cái nến sau ăn hết cái nến trước thì là tín hiệu thị trường đi lên thì cái vùng này tất nhiên sẽ khi đó sẽ xác định trở thành cái vùng kháng cự của chúng ta và khi đó thị trường tiếp theo chúng ta sẽ chờ những cơ hội chơi tiếp theo khi thị trường đi xuống đây là cái nến đầu tiên tiếp theo đó một cái nến nên con xoay thì đã confirm thị trường yếu dần à tại cái vùng mà kháng cự trước đó à và tất nhiên sau đó là một cái nến đi lên và hơn đóng cửa vượt qua cái một nửa hơn một nửa trên của cái nến đầu tiên à thì đây confirm đó cái mô hình Morningstar confirm đó tín hiệu thị trường đi lên thì confirm tốt rồi. Ok chúng ta sang cái mô hình tiếp theo ngược lại của Morningstar đó Instar mô hình đi lên ba cái nến đi lên bắt đầu xuất hiện những cái đây là cái nến đây hoặc có thể còn nến con xoay hoặc nến doji và cái nến thứ ba đóng cửa vượt qua cái thân hơn một nửa cái thân của cái nến trước đó à cũng cái thân trên đi lên thì cái nến tiếp theo cái nến đi xuống này phải vượt qua một nửa bên dưới à của cái nến đầu tiên đi lên trên chuyện thì confirm cái mô hình Evista cái nến mô hình ba nến này hả thì khi đó confirm chúng ta sẽ vào đây của cái nến tiếp theo rồi vừa rồi là chúng tôi vừa chia sẻ các cái mẫu hình cái nến mà có giá trị cao trong thị trường forex này đầu tiên chúng ta tìm hiểu về nến con xoay này đến doji sau đó cái búa cái sa hôn
có những cái nến đơn để xác định, sau đó chúng ta qua cái nến đôi, cái nến bullish engulfing, bearish engulfing, cái nến mà có giá trị cao hơn cả, đó là cái nến 33 nến, Evening Star, Morning Star, đó là những cái mô hình để báo hiệu thị trường đang yếu dần, cứ xuống tăng thì đang báo trong xuống tăng, thì những cái nến xuất hiện đỉnh ngưỡng xuất hiện báo hiệu thị trường đang có xuống yếu dần và khả năng đảo chiều xuống ha. Tương tự như vậy khi mà xuống đi xuống và xuất hiện các cái nến các mô hình như vậy thì báo hiệu thị trường đi xuống bắt đầu yếu dần, có khả năng đảo chiều, chúng ta chờ những tín hiệu. Và trong giao dịch này chúng cái yếu tố quan trọng là cái kiên nhẫn, không phải xuất hiện cái mô hình là thị trường sẽ đảo chiều ngay ha, và xuất hiện các cái nến tiếp theo cần càng nhiều cái nến thì confirm thị trường đảo chiều cao. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi, hy vọng cái buổi chia sẻ này giúp mọi người có một cái nhìn sâu hơn về cách chơi nến trong dịch này. Thì cảm ơn mọi người dành thời gian, hẹn vọng hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi chuỗi chương trình đào tạo nâng cao hơn vào tháng 9 nha. Xin chào và hẹn gặp lại.